Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Đỗ Cuộc Sống Xét các bạn nhé. Hôm nay thì mình thống kê các cái con số ca nhiễm Covid trong các cái ngày vừa qua, trong 2 tuần vừa qua, trong cái thời gian mà 3 tuần siết chặt của nhà nước ấy các bạn. Đây là ngày đầu tiên, ngày 1 tháng 3, con số cũng cao kỷ lục luôn, 12.150 ca nhiễm các bạn ạ. Họ đã ban hành cái luật là bắt buộc xét nghiệm trong các công ty mà trên 50 người các bạn, để người ta sẽ kiểm soát cái dịch Covid này nó được tốt hơn. Con số này cũng tương đối là cao nhưng mà cũng giảm bớt so với cái thời gian trước là 16.700.000 ca các bạn. Đây là ngày thứ hai các bạn nhé, ngày mùng 2 tháng 3. Thực sự là con số nó lại tăng lên quá là nhiều luôn. Con số này là con số khủng luôn các bạn ạ. Một số các bệnh viện là của các cái vùng, ví dụ như là Pardubice hoặc là một cái số vùng lân cận ấy, nó đều trong tình trạng báo động, tức là nó hết các giường bệnh và nó chỉ còn có thể là những người nào bị bệnh thì phải ở nhà tự cách ly, tự chữa trị, khi nào mà nặng quá thì mới được phép vào bệnh viện các bạn ạ. Còn đây là cái ngày thứ 3 các bạn nhé, không thuyên giảm được bao nhiêu cả các bạn ạ. Và nhà nước thì lại có cái biện pháp đó là muốn mua vaccine của Trung Quốc. Thực sự đây cũng là một cái điều rất là đáng lo ngại các bạn nhé. Và ở Séc đã có trẻ em dưới 8 tuổi tử vong Covid đầu tiên các bạn nhé. Thực sự là rất là buồn các bạn ạ. Đây là con số của ngày thứ tư đen tối các bạn ơi. Cái này thì là 14.554 ca và sẽ khó có khả năng nới lỏng. Đó là cái nhận xét của cái ông Thủ tướng Babis. Đó, bởi vì là cái ca nhiễm nó vẫn còn tăng rất là cao, các ngày liên tiếp như thế nó không hạ một ca nào cả. Nó tăng rất là nhiều trong vòng 14 ngày các bạn nhé. Và cái ngày thứ 5 nó chỉ giảm nhẹ một chút thôi, ca nhiễm nó vẫn là trên 10.000 ca, 13.074 ca. Và bây giờ tất cả mọi người chỉ có trong cái tình trạng là chờ đợi để mong cái dịch Covid này nó sẽ sớm được kiểm soát và có thể là nó thuyên giảm dần dần cho các bạn ạ. Chứ còn thì không còn cái cách nào hơn nữa. Nhà nước cũng đã áp dụng cái biện pháp khá là thắt chặt rồi các bạn nhé. Ngày mùng 6 tháng 3 các bạn ạ, biểu tình thì nó vẫn diễn ra, bởi vì là họ đòi các cái con số để họ được trợ cấp hoặc là được ưu tiên của một số những cái hình thức ấy. Đấy, người dân người ta biểu tình đó, biểu tình hai cuộc biểu tình tại Praha, thủ đô các bạn nhé, và họ yêu cầu được hưởng các chế độ đấy các bạn. Đây, ngày mùng 7 tháng 3 này, ngày chủ nhật các bạn ạ, thì vì nó là ngày nghỉ thì thường là những con số người đi xét nghiệm nó sẽ thấp hơn, nhưng mà nó vẫn là 3.923 ca. Thực sự là cũng rất là khó khăn. Ngày mùng 7 tháng 3 đó các bạn, đây cũng là ngày nghỉ. Và cái con số này mặc dù là nó thấp nhưng mà nó cũng là một con số báo động, bởi vì nó là con số nghìn luôn các bạn nhé. Sang tuần mới thì là một điều rất là đáng buồn, đó là 10.466 ca bị nhiễm tại Séc các bạn nhé. Khả năng mở cửa trở lại thì rất là mong manh, bởi vì là Thủ tướng đã nói rằng là những con số mà nó không giảm như thế này, nó cứ là trên 10.000 ca như thế này thì chỉ có thể là đóng cửa tới hè thôi các bạn nhé. Thực sự nó rất là khó khăn các bạn ạ. Cái ca nhiễm ngày 9 tháng 3 các bạn ạ, 15.196 ca. Đấy, con số này thực sự là rất là đáng phải nói, vì là những nhân viên cứu hộ trong các cái bệnh viện nó quá tải, nó tăng gấp 3 lần số lượng lượt đi các bạn nhé. Và thực sự là có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 5 và sang tháng 6 thì người ta mới có thể xem xét để mở cửa trở lại hay không các bạn nhé. Ngày mùng 10 tháng 3, chính phủ thì bất hòa. Những cái đảng và cái phe phái ở trong cái chính phủ ấy, nó đa đảng quá, cho nên là nó không có sự thống nhất trong một cái đất nước các bạn nhé. Nó rất là khó, cho nên là tháng 4 này thì không thể được nới lỏng được rồi, chắc chắn. Và Tổng thống thì lại muốn cách chức Bộ trưởng Y tế. Cái này là nó là một cái rối ren trong cái bộ máy chính phủ và kiểm soát dịch cũng rất là khó. Cái ngày 11 tháng 3 thực sự là buồn. Trẻ em nhiễm Covid tới 14% trong tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ. Và con số xét nghiệm ngày hôm nay là 11.083 ca. Tính theo số lượng ca nhiễm mới thì là Séc nhiều hơn Đức
Đức là cái nước lân cận đấy các bạn, xét gấp 11 lần luôn các bạn. Thật là khủng khiếp luôn, không thể tưởng tượng nổi luôn các bạn. Ngày 12 tháng 3, cũng mong muốn là sớm hết dịch nhưng mà những con số này vẫn rất là đáng buồn, phản ánh rất là tiêu cực, 14.920. Và bên này nó có cái lễ phục sinh vào tháng 4 ấy các bạn, nhưng mà có thể là sẽ không được bày bán cái gì hết, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ngăn chặn dịch của chính phủ các bạn nhé, cho nên sẽ không được mở cửa đâu các bạn. Biểu tình tiếp lại diễn ra tại thủ đô Praha ngày mùng 7. Người dân người ta biểu tình, số ít người mang khẩu trang, còn đa số là người ta không mặc khẩu trang. Người ta biểu tình để đòi các cái chế độ cho những người mà người ta thất nghiệp trong cái dịp Covid này các bạn. Đấy, các bạn thấy đấy, các cái cũng có những người ta không mang khẩu trang này, công an, cảnh sát đều được điều động đến để ngăn chặn họ. Nói chung là cái biểu tình của bên này thì thấy nó cũng khá là nhiều đấy. Không kể là dịch hay không, mà nhất là bây giờ là dịch nó đang bùng phát rất là nhanh, và cái công ăn việc làm không có, và người ta mong muốn được ưu tiên hơn, được hưởng nhiều quyền lợi hơn đấy các bạn. Đây là cái biểu tình này tại quảng trường Con Ngựa các bạn nhé. Cái này quảng trường ở trên, cũng trên Praha luôn. Quảng trường này rất là nổi tiếng các bạn ạ. Đấy, họ tập trung, họ đòi những cái quyền lợi cho mình, và họ chống đối những cái luật của chính phủ đưa ra các bạn nhé. Họ không sợ cái dịch hay cái gì cả. Họ chỉ biết là phản đối để được cái lợi ích cho mình thôi. Đấy, như người này người ta cũng không mang khẩu trang. Đây, họ đang rất là gắt các bạn nhé, gắt gao lắm, bởi vì là khi mà họ đã tham gia các cuộc biểu tình này thì trong bản thân họ là có những cái bức xúc và những cái mong muốn đòi hỏi về phía nhà nước để đáp ứng cho họ được hay không. Đấy, theo kiểu như thế các bạn nhé. Cái tình hình nó cũng vẫn rất là căng mặc dù là dịch đang diễn ra. Đấy, các bạn thấy không? Đây, họ mang theo các cái lá cờ của quốc gia này, họ tham gia biểu tình này. Đấy, các bạn thấy này, người ta tụ tập dân rất là đông, những cái top người như thế này cực kỳ đông, phải lên đến hàng nghìn người các bạn, nghìn người mỗi một top như thế này. Và từ cái đầu mùa dịch đến giờ họ cũng có khá nhiều các cái cuộc biểu tình như thế này các bạn nhé, để chống đối lại nhà nước. Lúc thì là chống đối không được phép mở cửa, không được phép đóng cửa quá lâu, còn lúc thì họ lại đòi được hưởng thêm nhiều các cái chế độ chính sách hơn trong cái dịp mà họ ban hành cái luật định là hạn chế đi lại giữa các nơi các bạn nhé. Đấy, thậm chí họ biểu tình ở các nơi khác nhau nữa, chứ không phải là tập trung một chỗ nữa các bạn nhé. Và điều cảnh tỉnh cho tất cả mọi người đừng chủ quan trong cái bệnh Covid này, đó là có 6% người có triệu chứng Covid nặng là nhóm người dưới 40 tuổi, tức là những người trẻ vẫn có khả năng bị và bị rất là cao. Và bên Tiệp thì có rất là nhiều người trẻ đã bị tử vong vì Covid các bạn nhé. Con số là bây giờ trên 100 người chết mỗi ngày các bạn nhé. Nó rất là nguy hiểm. Cái ngày 13 tháng 3 này, ngày này là ngày Covid vẫn còn cao, nó là ngày nghỉ đấy các bạn ạ. Nhưng mà có quá nhiều người tử vong trong một ngày. Các bạn thấy này, 6.914 ca Covid nhưng cứ 7 phút lại có một người tử vong Covid tại Cộng hòa Séc. Đây là theo báo cáo của cái hiệp hội mà họ đưa tin chính xác nhất các bạn nhé. Như thế nhưng mà vẫn có nhiều các quán bar này vẫn cố tình mở cửa và không chấp hành cái luật định của nhà nước. Đấy, họ vẫn chấp hành, họ vẫn chịu phạt thôi, nhưng mà vẫn cố tình như thế. Và video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến kênh của mình các bạn nhé. Chào các bạn nhé.